Xin chào tất cả các anh, các chị và các bạn. Ngày hôm nay tôi xin phép được chia sẻ với tất cả mọi người một cái chủ đề mà tôi nghĩ rằng là nếu hôm nay không nói thẳng nói thật thì chắc là sẽ còn nhiều cái việc tương tự nó diễn ra. Mặc dù đã có rất nhiều cái cảnh báo, nhưng mà thời gian vừa qua thì cá nhân tôi vẫn nhận được rất nhiều những cái bình luận hoặc là rất nhiều những cái tin nhắn để hỏi về những cái sự đầu tư hay là những cái khoản kinh doanh, rồi là những cái trò chơi kiếm tiền ở trên mạng liệu nó có an toàn không, rồi điều đó nó có khả thi không, rồi làm thế nào để em làm giàu nhanh chóng, vân vân và vân vân. Em thấy rất nhiều người đã kiếm được tiền bằng nó rồi, tại sao anh lại nói rằng là không nên? Thế thì tôi xin phép được thế này, có lẽ rằng là cái tư tưởng về việc là không cần phải làm gì, cứ sống cho hiền lành rồi sẽ có ngày chúng ta trở nên giàu có đã rất là phổ biến ở Việt Nam cũng như một số quốc gia khác. Chúng ta chỉ cần xem lại cái hệ thống các cái câu chuyện cổ tích của chúng ta là chúng ta sẽ hiểu. Tôi không hiểu từ bao giờ mà có một cái tư tưởng rằng là cứ người nghèo thì tức là người tốt và người giàu thì có nghĩa là người xấu. Thế nhưng nếu chúng ta cứ xem lại cái hình ảnh của những cái người nghèo ở trong các cái tác phẩm về chuyện cổ tích của Việt Nam ấy, kể cả trong tín ngưỡng dân gian ấy, thì chúng ta mới thấy rằng là cái hình ảnh thực sự nó không đẹp lắm đâu. Tôi nói ví dụ nhé, một ví dụ rất nhỏ thôi, cái chuyện cây tre chăm đốt chẳng hạn. Là có một cái người tiểu phu muốn lấy con gái của ông phú hộ. Thế thì ông phú hộ mới ra mà yêu cầu là bây giờ cậu phải đi kiếm cho tớ một cái cây tre mà có 100 đốt thì cậu sẽ về lấy con gái. Và thế là lập tức chàng trai này vào rừng, sau đó đi kiếm một lúc thì chắc chả được cái cây tre nào giống như vậy. Thế thì thay vì thành thật, thay vì nói với cả cái ông phú hộ rằng tôi đã tìm tất cả mọi nơi nhưng không có cây tre như vậy, nhưng tôi đã cầm về cho ông cây tre tốt nhất, thì lại ngồi khóc tu tu. Và sau đó một ông bụt tự nhiên hiện ra và hỏi vì sao con khóc. Sau đó lập tức là đi nói xấu ông phú hộ. Và thế là ông bụt mới dạy rằng là bây giờ con chặt 100 đốt tre ra, sau đó là con gánh về và con chỉ cần kêu là khắc nhập thì tự nhiên thành một cây tre dài 100 đốt. Còn khi nào thích kêu khắc xuất thì nó lại rời ra. Tôi không biết cái kết thúc cái câu chuyện đó như thế nào. Thế nhưng mà thực tế mà nói, tôi thấy là cái chuyện này là một chuyện hoàn toàn là vô ý nghĩa. Nó không dạy người ta lao động, gặp khó khăn lập tức là ngồi khóc luôn. Và đặc biệt nữa là tôi nhớ là cái kết thúc chuyện này còn là gì ạ? Lại còn kêu là khắc nhập, dính luôn cả ông phú hộ vào đầu cây tre. Sau đó ông ta phải rối rít xin tha mạng thì mới bỏ ông ta ra. Rồi sau đó lại lấy con gái của ông ta. Tức là một chàng rể gọi là thiếu tư cách, đúng không ạ? Chơi khăm và chơi xỏ luôn cả bố vợ của mình. Và thế là chúng ta thấy rằng là chúng ta muốn trở thành một ông gọi như là tự nhiên giàu có như vậy, và muốn trở thành một chàng trai như vậy. Cái này trong tiếng Anh nó gọi là cheating ấy, tức là lừa đảo, lừa dối. Anh không thành thật, anh không làm được thì anh không làm được, nhưng chỉ vì cái mục tiêu của anh thì cuối cùng anh đi lừa đảo và mong rằng cũng ông bụt nó hiện ra để có được một cái cây tre chăm đốt như vậy. Thế hay là ví dụ như cái câu chuyện là sao? Ngay cả cái chuyện mà đúng là hôm trước tôi thấy có một người nói tôi một cái câu chuyện rất hay, đó là ngay trong cái tác phẩm rất nổi tiếng là Chử Đồng Tử và Tiên Dung. Và về sau thì Chử Đồng Tử được coi là tứ bất tử của Việt Nam ấy, thì cái chuyện đó là thế này. Một chàng đánh cá rất nghèo, nghèo lắm ấy. Và tức là hai bố con chỉ có một cái quần để mặc, đúng không? Và cuối cùng là cái ngày mà bố mất thì anh ấy nhường cái quần cho bố và anh ấy cởi chuồng. Thế rồi khi mà công chúa đi qua thì anh ấy vùi mình vào cát, chẳng may công chúa lại chọn đúng cái chỗ để tắm. Và cuối cùng là dội nước để chồi anh ta lên, rồi sau đó để lấy anh ta làm chồng. Rồi sau đó anh ta trở thành một cái gì đó và cuối cùng là trở thành tứ bất tử. Thế thực ra tôi không có ý định là nói về cái chuyện là xét lại cái tín ngưỡng dân gian hay là câu chuyện của chúng ta. Mà tôi muốn nói là cái hình tượng ở trong đó. Anh chị em tưởng tượng nhé, đi bắt cá xong có thể mang đi bán, đúng không ạ? Rồi bắt cá để nuôi sống bản thân. Và tôi không hiểu lắm ở cái thời kỳ nào mà bắt cá đến mức độ nó nghèo, mức độ không mua nổi cái quần cho riêng mình, mà kể cả là quần đùi mà hai cha con cũng thường xuyên là phải là trao đổi lại với nhau. Ừ thì cứ cho là cậu là người có hiếu đi. Thế nhưng rõ ràng trong cách làm ăn tôi nghĩ là cũng là cái gì đó lười, hoặc không có tính toán làm ăn thì mới đến mức độ nghèo như vậy. Ừ rồi thì cứ cho rằng cậu ấy cứ nghèo do chiến tranh, do hoàn cảnh là nghèo.
Thế nhưng rồi sau đó thì sao, mà cũng không chịu, sau khi bố mất không làm thế nào để có thể kiếm nổi manh quần để mặc. Tức là xét cả về mặt trình độ tư duy có nghĩa là cũng thuộc hạng là cũng không có gì là đặc biệt. Thế nhưng mà cũng chẳng phải là người tốt bụng đâu. Khi thấy công chúa lên thì chỉ anh ta xấu hổ thì chui vào mình vào cát, nên sau đó thì công chúa tắm mới tự lộ ra để hỏi chuyện, tự nhiên này công chúa lấy làm chồng. Thế công chúa ở đây tôi nói thật là lấy chồng quá đơn giản. Đúng không ạ? Đâu phải là chỉ cái việc là nhường bố cái quần mặc khi đi mất thì có cả có hiếu đâu. Thế rồi nhưng sau đó quan trọng nó là sao? Chúng ta lại xây dựng thành một hình tượng như thanh niên bây giờ đấy. Đổ lỗi nhà mình nghèo. Và chỉ mong một ngày nào đó công chúa tự nhiên là dội nước vào trồi lên lấy được công chúa và trở nên giàu có. Thế tôi nói thật với anh chị em là cái khả năng mà anh chôn mình mà lại được công chúa này đúng ở cái chỗ đấy quay lều tự nhiên anh ấy trồi lên như vậy đúng là không khác cái tỷ lệ trúng Vietlott. Thì may ra mới có tình hợp, tình tình huống nó trùng hợp như vậy. Chứ còn bây giờ lấy đâu ra cái điều kiện như thế. Rồi những câu chuyện khác ví dụ như là ăn khế trả vàng cũng thế thôi. Tự nhiên trồng một cây khế chả làm gì cả, một hôm là con khế nó đến ăn. À con quạ đến ăn khế, thực ra bản chất là lười, chả muốn ra nó đuổi nữa. Sau khi nó ăn xong nó bảo một câu này, thế ngày mai mang túi đi đựng vàng về. Thế tự nhiên cũng trở nên giàu có. Và tôi thật anh chị có thể tìm nhiều lắm, nhiều lắm, nhiều lắm. Toàn là những người mà chẳng có tư duy làm ăn, cũng chẳng có tính toán gì, chỉ vì tự nhiên gặp may, gặp ông bụt là tự nhiên trở nên giàu có và tức là có cuộc sống rất hạnh phúc. Cho nên về mặt lâu dài, nó đã biến thành một hệ tư tưởng là chúng ta cứ phải nghèo, chúng ta không cần phấn đấu đâu, chúng ta cứ ngồi đấy. Và chúng ta sẽ có một người đó dâng cho chúng ta một cơ hội tuyệt vời và chỉ sau một đêm mà chúng ta trở nên giàu có. Và điều đó thì hiện nay chúng ta thấy rằng là rất nhiều bạn trẻ chúng ta hiện nay có tư tưởng như vậy. Tôi nhắc lại các bạn bảo là các bạn không bao giờ nghe chuyện cổ tích. Và các bạn cũng nói rằng là các bạn không bị ảnh hưởng bởi các câu chuyện cổ tích đúng không? Các bạn đừng ngụy biện. Thưa các bạn rằng là các bạn không nghe nhưng mà bố mẹ các bạn nghe. Bố mẹ các bạn không nghe nhưng mà ông bà các bạn nghe. Và rồi qua những câu chuyện nó dần dần hình thành một cái lối sống. Ví dụ bạn vừa muốn làm cái gì đó chẳng hạn liên quan đến bán hàng, liên quan đến kinh doanh chẳng hạn, sẽ có người gàn ngay. Không làm được đâu, đừng làm thế. Rồi ôi, mày đi buôn tức là mày phải lừa người nọ, lừa người kia. Buôn gian bán lận và con, tại sao mày đi buôn đi bán làm gì? Ôi dồi ôi, bây giờ là mày phải chịu khó học hành đi để mai sau trở thành quan. Ngày xưa mày không biết là quan người ta có quyền lực như thế nào à? Còn nếu mày không có tài làm quan thì mày cứ làm chuyện nào ổn định đi, rồi mai sau trời Phật mà thương thì tự nhiên thì biết đâu đấy có duyên thì tự nhiên lại lên làm trường phong nọ trường phong kia. Rồi là ui rồi con ơi, sống nó đời nó có số, đời nó có vận cả rồi, chưa đến vận mới chưa làm được đâu. Mày đi buôn bây giờ người ta được 10 mày chỉ được một thôi. Mày cứ ngồi đấy một hôm ông bụt sẽ hiện ra, quan trọng là sống phúc đức con ạ. Và thế nào nó hình thành nên một cái hệ tư tưởng. Nó hình thành nên một cái suy nghĩ và một cái quan điểm là chỉ như vậy thôi, xung quanh đều vậy cả. Và không biết từ bao giờ bắt đầu người ta ghét những người biết phấn đấu, người ta ghét những người mà nổi trội. Người ta ghét những cái người mà giàu có, bởi vì giàu có là đi liền với cả là không tốt. Đúng không ạ? Và thế là chúng ta cứ ngồi đấy. Và thế là bắt đầu rất nhiều người ta mới lợi dụng điểm yếu đó của chúng ta. Anh thích rất nhiều thứ, anh thích nhà đẹp, anh thích xe đẹp, anh thích giàu có. Nhưng anh lại không muốn làm cái gì, cho nên vì vậy nó mới đưa ra những câu chuyện là sao? Chỉ cần bạn đầu tư vào đây, bạn không cần quản lý gì cả, chúng tôi sẽ quản lý hộ bạn luôn, mỗi ngày bạn kiếm vài chục đô, thậm chí vài trăm đô. Bạn chỉ cần gọi người đến nghe câu chuyện của chúng tôi thôi là lập tức bạn kiếm được tiền rồi. Bạn không cần làm gì cả, bạn được hoàn rất nhiều tiền khi mà bạn chỉ cần tham gia hội thảo của chúng tôi. Bạn chỉ cần đăng cái tin này trên Facebook của bạn, lập tức bạn cũng đã kiếm được tiền rồi. Dễ thôi mà, tội gì mà đi bán hàng, mệt lắm, hàng khó bán lắm. Kinh doanh không tốt đâu. Bạn chỉ cần là có cái đầu, bạn tư duy một chút và bạn gặp may mắn nữa giữa sự bảo trợ của chúng tôi, bạn trở nên vô cùng giàu có. Và tôi nhắc lại chị lần nữa đó là sao, khi chúng ta bậm vào những câu chuyện đó rồi, cứ 10 người thì tôi nghĩ là cũng sẽ có một hai kiếm được tiền, còn 8 9 người thì sẽ mất. Thế nhưng vấn đề là 8 9 người mất đấy có ai chịu lên trên thừa nhận rằng mình đã bị lừa đâu. Mà cũng đúng cơ, chẳng ai lừa các bạn cả, chính chúng ta lừa phỉnh chúng ta thôi. Đúng ạ? Làm gì có chuyện gì dễ dàng mà lại có tiền như vậy. Nếu mà những người mà ta mời mình đi đầu tư đó, người ta mà thấy câu chuyện dễ dàng như vậy, người ta không bao giờ cần kêu gọi các bạn đâu. Nói thật các bạn, chứ mỗi bạn góp cho người ta được mấy chục triệu, bỏ bèn gì, người ta có hàng tỷ đô cái kìa. Hàng ngày anh chị đọc cái bài liên quan đến Steve Jobs chưa? Liên quan đến Tim Cook chưa? Liên quan đến Elon Musk chưa? Liên quan đến Mark Zuckerberg chưa? Người ta toàn là 4 giờ sáng mới dậy.
người ta làm việc đến tận là 1-2 giờ đêm. Cái bọn đấy nó mà mang số tiền hàng tỷ đô của nó đầu tư vào những cái trò như của các bạn đấy thì nó cần thì nó phải làm cái gì, đúng không ạ? Và tức là chúng ta nghĩ là chúng ta là những người rất thông minh, chúng ta nghĩ rằng là những người mà trên tầm xã hội. Nếu mà như vậy thì các ông chủ tư bản kia, chính những thằng cha nó nghĩ ra những phần mềm đấy, nó đi gọi cả họ nó vào rồi, không cần phải gọi các bạn đâu. Nó gom các bạn mỗi người mấy chục triệu để làm cái gì? Các bạn cũng nghĩ rằng là nó có sứ mệnh để mà gọi như là giúp đỡ các bạn á, cũng không đơn giản như vậy đâu các bạn ạ. Các bạn chưa là cái gì để người ta phải đối xử tốt với các bạn như vậy. Các cụ nhà mình nói không bao giờ sai đâu, tay làm thì hàm nhai mà tay quay thì miệng trễ. Đằng này dậy cũng trễ, làm cũng trễ, deadline cũng trễ, cái gì cũng trễ, nhưng mà muốn có ăn dễ dàng như vậy. Tôi nhắc lại là sẽ có 1-2 người kiếm được tiền, nhưng mà 7-8 người còn lại sẽ không kiếm được cái gì cả, thậm chí mất trắng. Thế nhưng mà không ai là dám lên trên đây để nói rằng mình bị mất cả, bởi vì mình đã từng bị lừa rồi, bây giờ mình phải tìm mối nào khác để mình lừa lại, để mai sau nhỡ đâu mình còn kêu gọi đến những người khác và hệ thống của mình. Chứ bây giờ mình mà đi kể ra như vậy thì bây giờ ai người ta còn nghe mình nữa. Hai nữa, mình xuất hiện trước mặt mọi người, trước đây mình đã chót gọi như là khuyến dụ mọi người rồi, thì chẳng lẽ bây giờ mình kêu mất à? Cho nên không ai kêu mất cả, nhưng thực tế thì mất rất là nhiều. Và tôi nói rồi là lịch sử đã chứng minh, các bạn thử thống kê cho tôi xem có người nào lọt vào top những người giàu có, lọt vào top những người mà gọi như là danh sách này danh sách kia, là những người cứ ngồi gọi như là đầu tư và kiếm tiền như vậy đâu. Đến ông Warren Buffett cái kìa, huyền thoại đầu tư cái kìa, ông ta biết đầu tư biết bao nhiêu. Ông ta chỉ khuyên một lời này thôi này: cuộc chơi này không dành cho những người tay mơ, bạn phải là một người chuyên nghiệp. Bạn muốn đầu tư cũng tốt, bạn muốn chơi tiền ảo, bạn muốn chơi tiền thật, bạn muốn chơi quỹ này, bạn chơi quỹ kia đều tốt cả. Nhưng vấn đề tôi nhắc lại lần nữa là có nhiều bạn ở trên đây còn không phân biệt được thế nào là tài khoản có, thế nào là tài khoản nợ. Các bạn còn chẳng biết rằng là cái ký hiệu này tức là cái gì, cái chỉ số này tức là cái gì, đúng không nào? Các bạn cũng còn chưa gọi như là biết nổi những cái kiến thức thuộc loại sơ đẳng về kinh tế. Các bạn chỉ thấy là người ta làm thì mình cũng đi làm theo. Người ta bảo là nó uy tín thì bạn nhại lại là nó có uy tín. Người ta bảo úi giời do tỷ phú đầu tư, bạn vào do tỷ phú đầu tư. Người ta bảo là tự do tài chính thì bạn nói là tự do tài chính như con vẹt. Bạn có hiểu tự do tài chính nghĩa là gì không? Thật sự ấy. Cho nên vì vậy ở đây là chúng ta bắt đầu làm. Và khi bắt đầu chúng ta thấy những người mà ngăn cản chúng ta, thì bắt đầu chúng ta vào, các bạn nói theo cái giọng này này: à, cái loại như ông thì biết cái gì mà ông đòi lên lớp dạy bảo người khác. Cho nên vì vậy là khi mà tôi làm cái kênh YouTube này, hầu như tôi không bao giờ xuất hiện ở góc độ là giảng viên. Cho nên anh chị em thấy có bao giờ tôi quay các cái lớp là tôi cắt ra tôi cho các bạn xem đâu. Bởi vì những cái lớp đấy người ta phải bỏ ra số tiền rất là lớn, thậm chí là cả 100 triệu đồng để người ta nghe tôi nói. Thì lúc đó thì các bạn mới hiểu rằng là người ta muốn có được kiến thức, người ta phải bỏ số tiền rất lớn để người ta đi học. Và người ta học xong như vậy, người ta chưa chắc người ta đã dám đầu tư ấy, người ta chưa chắc đã dám làm ấy. Thế còn như chúng ta ở đây là chúng ta không muốn nghe, chúng ta cũng chẳng muốn thay đổi, chúng ta thấy vui vui chúng ta vào nghe chơi chơi thôi. Thế cho nên vì vậy là ở đây tôi không dám nói là tôi là giảng viên, mà tôi chỉ muốn nói là một người chia sẻ. Thế còn các bạn bảo rằng là những người như chúng tôi không biết gì, thì tôi nhắc lại lần nữa là bản thân cá nhân tôi là người không thích gọi là dùng từ là phông bạt về mình. Cho anh chị em thấy không, tôi xuất hiện trước mặt mọi người lúc nào cũng quần bò áo thun vậy. Tôi ít khi tôi mặc gọi như là áo trắng đeo nơ, com lê ngồi bệ vệ với những cái bàn hoành tráng, với những con ô tô đắt tiền vây xung quanh. Tôi không làm vậy, mà tôi muốn chia sẻ các bạn thật lòng như một người bạn. Và tôi nhắc lại là cái kênh này tôi không bắt các bạn phải nghe, và tôi không muốn là các bạn phải mất thời gian với nó. Các bạn thấy đưa ra một lời khuyên gì thì các bạn chiêm nghiệm. Thế còn các bạn thấy là tôi khuyên không đúng, nó là điều bình thường thì các bạn không cần phải áp dụng, các bạn cứ làm theo cách của mình. Quan điểm của tôi đó là trong một cuốn sách hay vẫn có những chương rất dở, và trong một cuốn sách dở thì có những điều rất hay. Cho nên vì vậy các bạn cứ coi như kênh của tôi là một cuốn sách dở đi. Và tôi chỉ hy vọng là mỗi người sẽ tìm được ra một cái lời khuyên nào đó hay hay thì các bạn áp dụng. Thôi các bạn thật sự muốn hiểu về cá nhân tôi, các bạn bảo tôi không biết gì về tài chính đúng không? Thì tôi xin tiết lộ với các bạn, đặc biệt những bạn chưa biết tôi, là ở tuổi 30. Tôi nhắc lại là ở tuổi 30, tôi đã là thành viên ban điều hành của một trong 5 ngân hàng thương mại cổ phần lúc bây giờ là lớn nhất Việt Nam. Để rồi ở tuổi 31, 32 tôi đã là tham gia hội đồng quản trị cũng của một ngân hàng tại thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm tài chính rất là năng động, đúng không ạ? Và hiện nay thì đương nhiên tôi cũng đang là chủ tịch của 5-6 công ty khác nhau, ở Việt Nam cũng có,
ở các nước phát triển cũng có công ty của tôi. Còn về mặt bán hàng thì chúng vậy thôi, chúng tôi cũng có một đội ngũ bán hàng rất đông và hàng ngày đang phải làm kinh doanh. Cho nên các bạn nếu gọi tôi là một ông giáo không biết gì thì cũng không đúng đâu. Cho nên vì vậy tôi nhắc lại lần nữa là tôi không thích nói về tôi nhiều. Thế nhưng mà tóm lại để các bạn biết rằng là thứ nhất, tôi cũng là người có học. Tức là đi học đàng hoàng ấy, có học. Đúng không ạ? Học về luật, học về kinh tế, học về tài chính. Và có làm trong lĩnh vực đó, đúng không ạ? Vị trí cao nhất là chủ tịch hội đồng quản trị, thấp nhất, nếu nói về góc độ thấp nhất thì cũng là giám đốc chi nhánh, rồi phó tổng giám đốc, tổng giám đốc, thành viên hội đồng quản trị và chủ tịch hội đồng quản trị, đủ cả. Thế cho nên rằng các bạn nghĩ rằng chúng tôi không đủ tư cách nói thì không đúng, có đủ tư cách để nói. Nhưng mà tôi nhắc lại lần nữa là tôi không có nhu cầu và không có tham vọng biến cái kênh này trở thành một cái kênh hướng dẫn về đầu tư tài chính hay là đào tạo về kinh tế, để rồi phải có những tấm bảng ở đằng sau để ghi những công thức, rồi là phải đưa những cái clip hoành tráng đồ sộ để thể hiện sự uyên thâm của mình, rồi là phải ghi rõ cho các bạn guideline là step 1, step 2, step 3 là làm gì làm gì. Tôi nhắc lại, khi nào chúng tôi có nhu cầu làm điều đó thì chúng ta sẽ làm kênh của Học viện Kingsman. Thế còn kênh này là kênh của cá nhân tôi, và đã là cá nhân thì tôi chỉ chia sẻ những câu chuyện rất là bình thường, giống như một người bạn với một người bạn, giống như một người đi trước với người đi sau, và với một người đi sau với một người đi trước. Có nhiều cái tôi nói cũng chưa đúng. Thì tôi nhắc lại lần nữa, đó là một cuốn sách dở, vẫn có nhiều cái câu rất hay, và trong một cuốn sách rất hay cũng có rất nhiều đoạn rất dở. Thế các bạn tự chắt lọc ra phần nào tôi nói đúng, các bạn áp dụng, còn nếu không thì thôi. Tôi chỉ muốn nói một điều rằng trong clip này là không có gì dễ ăn đâu các bạn ạ. Tất cả những người thành công, người ta đều nói một câu rằng là gì? Là các bạn phải có đủ giờ bay. Không cấm các bạn đầu tư tài chính, không cấm các bạn đầu tư vào các hình thức fintech, không cấm các bạn đầu tư vào những cái chiêu trò kiếm tiền rất tuyệt vời ở thế hệ 4.0 này. Chẳng ai có thể ngăn cản được các bạn xuống tiền đầu tư vào chứng khoán, vào vàng, vào bất động sản và tất cả các loại hình thức khác. Nhưng tôi nhắc lại, các bạn phải xem lại mình đã đủ giờ bay chưa. Các bạn trở thành một người cò đất, đã từng kiếm được hàng chục tỷ đồng trong việc mua đi bán lại, thì không có nghĩa các bạn mặc định rằng mình là chuyên gia về đầu tư bất động sản. Các bạn có thể căn được lúc giá vàng xuống để mua vào và bán ra được vài chục cây vàng để kiếm được một số tiền không nhỏ, không có nghĩa là các bạn đã trở thành một nhà tư vấn đầu tư vàng. Đúng không? Các bạn có thể là kiếm được 30 đô, 50 đô, 100 đô một ngày nhờ việc đầu tư vào một cái coin nào đó, thì không có nghĩa rằng các bạn được quyền coi thường những người khác đang đưa ra lời khuyên với mình là không nên đầu tư vào coin trong thời điểm này. Tôi nhắc lại lần nữa, nếu như chúng ta có 10.000 giờ bay, cứ cho các bạn cho rằng lý thuyết của tôi cũ đi, bởi vì bây giờ tôi biết là có rất nhiều lý thuyết khác nói rằng cái lý thuyết đó là vớ vẩn. 10.000 giờ bay để làm chúng ta trở nên trì trệ mà thôi, các bạn chỉ cần bay 10 giờ thôi và với sự sáng tạo các bạn sẽ trở thành những người phi công xuất sắc. Tôi đồng ý, tất cả lý thuyết đều đúng cả. Thế nhưng mà với tôi thì tôi thấy rằng là cái việc bạn 10.000 giờ bay ấy, nó giúp cho bạn có một cái nền tảng cực tốt để khi là bạn có một cái sự gọi là nhạy cảm ấy. Cái sự nhạy cảm này thì rất khó nói, và tôi thấy được là nó chỉ đúc kết được khi bạn có nhiều giờ bay. Giống như một người phi công khi đang lái cái máy bay, có thể mọi thứ đều chỉ ra là cái máy bay nó rất an toàn, nhưng mà với sự nhạy cảm của một người bay nhiều thì họ lại cảm nhận được cái máy bay của mình không ổn, và họ phát tín hiệu về cầu cứu để đáp gấp xuống một sân bay nào đó, để rồi sau đó có khi phải nửa ngày sau người ta mới phát hiện ra à máy bay này có vấn đề. Chứ còn tất cả các chỉ số trên cái bảng Tableau và tất cả mọi cái đều nói rằng máy bay rất ok mà. Và cũng giống như kiểu là một người lái ô tô ở trên đường vậy, những cái cú mà đánh lắc cái xe sang một bên để tránh một chướng ngại vật bất ngờ, nó chỉ xảy ra trong vòng là 1/1000 giây. Và cái đó thì không có bất kỳ một thiết bị nào trên ô tô thể cảnh báo kịp, và cũng không thể hỗ trợ bạn kịp, trừ một thứ duy nhất, đó là sự nhạy cảm của bạn. Mà sự nhạy cảm sẽ chỉ có được với một người lái xe đã lái rất nhiều năm và nhiều năm kinh nghiệm, chứ không thể đến được từ một người mới lái được tầm khoảng 1-2 năm. Vậy trong kinh doanh cũng vậy. Nào là pháp lý đầy đủ, nào là uy tín của chủ đầu tư rất tốt,
nào là đối tác, là toàn là ông lớn, rồi là rất nhiều người trên thế giới đã tham gia tất cả mọi cái, rồi là xu hướng biểu đồ nó đi lên để phân tích như chỉ số A chỉ số B đều tốt cả, nhưng mà nó sẽ giúp bạn có một cái nhạy cảm là bảo không, hình như không phải vậy. Thế cho nên cái việc mà các bạn lên trên đây và kêu gọi mọi người là phải dạy cho các bạn thế nào là đúng, là thế nào là đều đầu tư, thế nào là cần thiết, thì tôi thật không ai dám dạy các bạn cả. Đến một nhà đầu tư lão luyện như là Warren Buffett, ông ta cũng chỉ dám đưa ra một câu rằng là gì? Hãy sợ hãi khi người khác tham lam, và hãy tham lam khi người khác sợ hãi. Thế nhưng mà nếu chúng ta không hiểu, chúng ta không có gốc, chúng ta áp dụng câu ông ta vào thì cũng không được. Đây, tất cả hôm nay mọi người đều tham lam đi mua vàng ấy, bạn có không mua không? Hay là bạn vẫn mua? Thế rồi ngày mai mọi người bán tháo chứng khoán ra, bạn có vào bạn mua không? Thế tỏ ra rõ ràng là mình không thể áp dụng cái máy móc được. Và cái người nào áp dụng máy móc, tức là cái người đó chưa có sự nhạy cảm, cái người đó chưa có cái sự gọi là cái tinh tế. Và tôi nhắc lại là cái này nó là hoàn toàn không thể giải thích được, và nó tinh tế bao nhiêu, nó nhạy cảm bao nhiêu để giúp các bạn mất đỡ mất tiền bấy nhiêu thôi. Chứ cái này các bạn viết sách đi dạy người khác chắc không viết được đâu. Cho nên các bạn đừng bắt yêu cầu những ông thầy hoặc là những người tư vấn là anh phải đưa cho tôi một công thức để đầu tư thành công. Tôi xin lỗi các bạn, nếu mà có công thức thành công đấy thì yên tâm, các bạn không đủ tiền để mua cuốn sách đó, các bạn không đủ 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 gọi như là tư cách để được người khác để cho bạn cái cuốn sách đầu tư vào đâu thắng ở chỗ đấy như vậy, phải không ạ? Cho nên thứ nhất đó là cần phải có cả một cái quá trình rèn luyện, học tập, thực hành, tự nhận thức. Cái thứ hai nữa là sao? Tôi nhắc lại là nữa, yếu tố chăm chỉ là không thể vắng được. Dù anh đã có 10.000 giờ bay rồi, thế nhưng bây giờ anh cứ nằm khểnh ra đấy, anh chờ, anh tự tin vào kinh nghiệm của anh để anh thắng, không có đâu. Anh chị em xem lại tôi, tất cả những người mà anh chị cho rằng anh chị nổi tiếng, và anh chị xem luôn cả những cái thằng cha mà gọi là chủ tịch của những cái tập đoàn mà đang yêu cầu anh chị đầu tư đấy, xem họ dậy từ lúc mấy giờ và họ đi ngủ lúc mấy giờ, xem họ có phải là những người mà hàng ngày suốt ngày đút tay túi quần để đi chơi với cả đi mua đồ xịn với cả là ngồi chờ tiền rơi vào đầu không. Không phải, họ đẻ ra công cụ đầu tư đó, họ làm ra cái phần mềm đó, nhưng họ lại là người thức khuya dậy sớm bởi vì họ cũng cần đi bán hàng. Cái yếu tố tiếp theo rất quan trọng là anh chị ở đây đều nói rằng là không cần phải bán hàng vẫn thành công. Khi anh chị đăng ký tham gia vào một phần mềm nào đó, hoặc anh chị đăng ký tham gia vào một trò chơi nào đó, anh chị đăng ký tham gia vào một hội đoàn nào đó, thì chính là anh chị đã là người mua. Và cái thằng cha nó làm ra chương trình đó, là ra phần mềm đó, nó đã bán hàng thành công rồi đấy. Nó không đi bán hàng, nó lấy đâu ra cái việc anh chị đồng ý tin tưởng nó để đầu tư vào đấy. Cho tôi nhắc lại bản chất chúng ta có hiểu bán hàng là gì đâu. Người ta dạy anh chị là không cần đi bán hàng, anh chị vẫn thành công đúng không? Thế mà anh chị tin những lời người ta dạy, tức là người ta bán hàng thành công rồi đấy. Chúng tôi là giáo viên, chúng tôi là giảng viên, khi tôi nói mà anh chị nghe thì tức là tôi bán hàng thành công rồi đấy. Tôi bán niềm tin, tôi bán cái kiến thức của tôi bán cái mong muốn của tôi, và anh chị nghe từ lời tôi, anh chị là trở thành người mua hàng của tôi rồi đấy. Thế cho anh chị thấy không, có lĩnh vực nào mà không bán hàng không? Người ta bảo là gì? Bạn chỉ cần ném tiền vào cho tôi, bạn sẽ được lời gấp 3 lần. Bạn chỉ cần ném tiền vào đây, bạn sẽ trở nên giàu có. Các bạn tin người ta, các bạn ném tiền vào đó, thì đấy là họ bán hàng thành công rồi đấy. Bạn là người mua mà. Thế sau đó bạn lại bảo là không cần bán hàng đâu, thế lấy tiền ở đâu ra? Cho vậy bản chất của vấn đề là ai cũng cần phải đi bán hàng, và bán hàng chăm chỉ và miệt mài. Anh chị em thấy những cái phần mềm hoặc là những cái chương trình mà gọi là có yếu tố lừa đảo không? Nó nói rất nhiều, nó ra giả, nó qua nhiều hình thức khác nhau, nó tiếp cận các bạn. Và đến khi bạn trở thành một tín đồ của nó, tôi muốn dùng từ tín đồ, bạn trở thành một tín đồ của nó, bạn mê muội, bạn coi đấy như cả một giáo phái, bạn coi đấy như điều chân lý, thì đấy là họ bán hàng thành công rồi đấy. Còn bạn mới là người, một người mua thất bại hoàn toàn. Và tất nhiên khi bạn bị lừa thì bạn mất trắng số tiền, mà bạn chẳng cầm được cái gì về nhà ngoài bài học cay đắng. Vấn đề là bài học cay đắng đó vẫn có giá trị nếu như bạn biết từ đó đứng dậy và xây dựng lại một cái quan điểm khác cho mình. Tôi chỉ sợ nhất bạn bảo ôi chẳng may đấy là nó đen thôi, đỏ quên đi, và bạn tiếp tục mắc sai lầm những lần tiếp theo. Rồi nghe lại lần nữa nha, tất cả mọi người đều đang bán hàng. Tôi làm clip này mà giờ này vẫn giữ các bạn đang ngồi nghe được clip này của tôi thì tức là tôi đang bán hàng thành công. Cho nên vậy đừng bao giờ nói với tôi rằng không cần bán hàng nhé. Tất cả mọi người đều đang bán hàng.
Còn chúng ta nếu chúng ta không biết bán hàng thì chúng ta chỉ là người thất bại mà thôi. Đừng bao giờ tin vào một lý thuyết rằng là các bạn cứ ngồi đấy tiền nó sẽ tự sinh sôi cho các bạn. Cả một bộ máy đang đâu đó rất lớn đang phải guồng ra để làm tiền để trả cho bạn. Còn nó làm cách phi pháp hay hợp pháp thì tôi không biết. Nhưng tôi nhắc lại lần nữa, các bạn hãy đặt một dấu hỏi là các cậu bảo tớ rằng không cần phải làm gì vẫn ra tiền. Vậy ai là người kiếm tiền để trả cho bọn tớ? Và nếu như các cậu bảo là không cần bán hàng vẫn có tiền, vậy thì cậu có đang bán hàng cho tớ không đấy? Xong. Rất đơn giản và dễ hiểu. Vậy clip này rất đơn giản, chỉ có vậy thôi. Đúng không ạ? Còn clip sau tôi sẽ chia sẻ với các bạn là vì sao chúng ta lại sợ đi bán hàng, vì sao chúng ta lại lười đi bán hàng, và vì sao chúng ta lại cứ thích gọi như là ngồi để trực chờ những khoản tiền tự nhiên trên trời rơi xuống. Và hãy đừng quên một điều, hãy viết lại cái câu chuyện cổ tích của Việt Nam, đúng không ạ? Và hãy bớt tin hơn vào những câu chuyện cổ tích, bởi vì thế người ta mới gọi là chuyện cổ tích, nó không xảy ra ở đời thực, xin thưa các bạn, đúng không ạ? Xin chào và hẹn gặp lại.